Trần Như xin kính chào quý khán thính giả. Đây là bản tin truyền hình ngày 5 tháng Giêng năm 2017 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số tin đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ, ông John Kerry vào tuần tới sẽ đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm lần cuối trong cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao nước Mỹ của ông John Kerry. Tin này được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho báo chí biết vào sáng ngày hôm nay. Cũng theo ông Phạm Bình Minh, chuyến đi của ông John Kerry dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, nhưng bị hoãn lại. Tuy nhiên, ngày đến Việt Nam cụ thể của ông John Kerry lần này cũng chưa được cho biết rõ. Ông John Kerry trong vai trò Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nhiều lần đến thăm Việt Nam, gần đây nhất là trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Ông Kerry đã có chuyến đi gọi là tiền trạm. Bản thân của ông John Kerry cũng là người được nhìn nhận có nhiều đóng góp tích cực vào việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Cũng tại buổi trả lời báo chí, ông Phạm Bình Minh nhắc lại cuộc điện đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 4 tháng 12 sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo lời của ông Phạm Bình Minh thì trong buổi điện đàm đó, ngoài việc chúc mừng Thủ tướng Phúc còn ngỏ lời mời ông Donald Trump đến dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở Việt Nam vào cuối năm 2017. Thưa quý vị, cũng trong buổi gặp gỡ báo chí sáng nay, ngày 5 tháng Giêng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết thêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sắp có chuyến thăm Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, chuyến đi Trung Quốc sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có vai trò quan trọng cho hoạt động đối ngoại cấp cao của hai nước, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Truyền thông trong nước đưa bình luận rằng, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến viếng thăm trong năm 2017, cho thấy Việt Nam muốn khẳng định mối quan hệ sâu sắc với Trung Quốc, tạo ra môi trường hòa bình, ổn định. Cũng như chuyến thăm Việt Nam sắp đến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, thời gian cụ thể chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc cũng chưa được nói rõ. Đài Loan lên tiếng phản đối Việt Nam về việc trục xuất 4 công nhân đảo quốc này sang Trung Quốc do bị buộc tội gian lận viễn thông, cáo buộc rằng động thái này được thực hiện dưới áp lực của Bắc Kinh. Tin từ AB cho hay đây là vụ việc mới nhất sau nhiều trường hợp tương tự đã diễn ra trong năm qua liên quan đến tội lừa đảo viễn thông. Các quốc gia như Kenya, Malaysia và Campuchia gần đây đều có những vụ trục xuất các nghi phạm quốc tịch Đài Loan sang Trung Quốc, dựa trên chính sách một nước Trung Hoa được áp dụng với các nước có mối quan hệ chính thức với Bắc Kinh. Cũng theo AB, Đài Loan đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc trục xuất như vừa nêu, cho rằng quyền truy tố công nhân quốc tịch Đài Loan phải được thực hiện bởi chính quyền Đài Bắc. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra do Đài Loan thiếu các mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước. Bộ Ngoại giao Đài Loan trong tuần này lên tiếng cho biết lấy làm tiếc khi chính phủ Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc thực thi thẩm quyền tài phán của Đài Bắc đối với các công nhân ở nước ngoài của đảo quốc này. Cơ quan này còn cho biết phía Hoa Lục đã cản trở nỗ lực của Đài Loan muốn xem xét các vụ việc cũng như đi thăm nghi phạm. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan cho ngưng mọi tiếp xúc với chính quyền Đài Bắc và tiến hành chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập thêm nữa chính quyền Đài Bắc sau khi bà Tổng thống Thái Anh Văn từ chối ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Bộ Y tế Việt Nam sẽ tiến hành cuộc thanh tra nhằm vào tất cả các công ty sản xuất nước mắm trong nước và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2017. Trong đó có cả những tên tuổi lớn như Masan và Khải Hoàn. Tin được thanh tra Bộ Y tế đưa ra vào ngày hôm nay, thanh tra của Bộ này khẳng định đây là đợt thanh tra theo kế hoạch đã được đề ra từ năm ngoái và thời gian thực hiện sẽ được thông báo chi tiết. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Bộ Y tế thực hiện công cuộc điều tra về công nghệ sản xuất nước mắm. Chánh thanh tra Bộ Y tế, ông Đặng Văn Chính cho biết, ngoài việc kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra những sản phẩm nào công bố có thành phần cá, nhưng thực chất chỉ là hương vị cá. Những sản phẩm không đúng với nước mắm truyền thống cũng sẽ bị xử lý. Xin được nhắc lại là vào cuối năm 2016 đã xảy ra một sự việc liên quan đến chất lượng nước mắm, làm người tiêu dùng hoang mang. Thông cáo báo chí phát đi ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, hay còn gọi là Vinastat, cho rằng hơn 100% những mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về arsen, thường được gọi là thạch tính. Sau đó, trang web của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam
Vinastat đăng tải thông tin cải chính về kết quả khảo sát đó. Thống kê cho thấy mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ hơn 200 triệu lít nước mắm. Thị trường nước mắm trong nước vào năm 2015 có doanh thu lên đến 11.300 triệu tỷ đồng. Trong đó nước mắm công nghiệp chiếm hơn 3/4 và nước mắm truyền thống là 24% thị phần. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình TV online của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khán thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ngay ở trang chính và phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình truyền hình đã phát trong tuần. Lưu ý, để thuận tiện, quý khán thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Thưa quý vị, quy hoạch thương nhân kinh doanh và xuất khẩu gạo tại Việt Nam được Bộ Công Thương bãi bỏ. Tin cho biết, ông Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định bãi bỏ quy hoạch chỉ cho 150 doanh nghiệp trong nước xuất khẩu gạo. Đây là quy định bị chỉ trích gây khó khăn cho doanh giới muốn tham gia xuất khẩu mặt hàng gạo được cho là chủ lực của nông sản Việt Nam. Cụ thể, quyết định do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký bãi bỏ các tiêu chí, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định tại quy hoạch thương nhân kinh doanh mặt hàng này kèm theo những quy định khống chế số lượng tối đa 150 đầu mối. Quy định khống chế địa bàn đầu tư xây dựng, kho chứa, cơ sở xây sát, đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như quy định tiêu chí thành tích xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết lý do phải bãi bỏ những quy định như vừa nêu nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh tình hình thị trường xuất khẩu gạo khó khăn, cạnh tranh gay gắt hiện nay. Thống kê cho thấy trong năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ được hơn 4 triệu 500 ngàn tấn, giảm chừng 25% về số lượng và hơn 20% về giá trị so với năm 2015. Một tù nhân chết tại nơi tạm giam và cơ quan chức năng thông báo cho gia đình nạn nhân biết cái chết do một tù nhân khác gây nên và tù nhân thủ phạm được nói là đại bàng, tức là tay anh chị, khống chế buồng giam. Truyền thông trong nước trích dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho hay nạn nhân có tên Phạm Minh Thế, 21 tuổi, bị phát hiện chết tại nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Thiết. Vụ việc được phát hiện vào ngày hôm qua khi cán bộ quản lý làm thủ tục điểm danh. Tin nói thêm, trên thi thể của nạn nhân có nhiều vết thương bầm tím như bị đánh đập. Tin cho hay Phạm Minh Thế, ngụ tại khu phố 9, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hôm 24 tháng 11 năm ngoái và bị Công an thành phố Phan Thiết bắt tạm giam. Tại nhà tạm giữ của Công an thành phố Phan Thiết, Phạm Minh Thế bị giam chung buồng với 3 phạm nhân khác, trong đó có Lê Trọng Sang, 42 tuổi, phạm tội chống người thi hành công vụ. Sang được nói là đại ca của buồng giam. Hôm nay, cơ quan chức năng tiến hành trưng cầu giám định pháp y và giao thi thể của nạn nhân Phạm Minh Thế cho gia đình mai táng. Liên quan đến tình hình quanh khu vực, thưa quý vị, tại Seoul, Tòa án Hiến pháp Nam Hàn tiếp tục phiên xử liên quan đến việc quốc hội truất quyền lãnh đạo của bà Tổng thống Park Geun-hye. Trước tòa, đại diện cho phía công tố là đại diện quốc hội Queen Si-dong nói rằng bà Park đã cố ý vi phạm hiến pháp khi để cho một người bạn thân tham dự vào công việc của chính phủ, để yên cho người bạn này lợi dụng quen biết để trục lợi cá nhân. Ông Dong yêu cầu tòa phê chuẩn kết quả cuộc bỏ phiếu truất quyền lãnh đạo của bà Park mà quốc hội đã thông qua hôm 9 tháng 12 vừa rồi. Các luật sư đại diện cho bà Park đưa ra lập luận cho rằng bà bị quốc hội luận tội oan trái, vì tất cả những bằng chứng quốc hội có được đều dựa theo tin tức báo chí loan tải, chứ không dựa vào kết quả của một cuộc điều tra hình sự. Tòa Hiến pháp Nam Hàn có tới 6 tháng để xét xử vụ này. Nếu tòa đồng ý với việc làm của quốc hội, bà Park sẽ bị bãi nhiệm và chính phủ có 60 ngày để tổ chức bầu cử chọn tổng thống mới. Trong trường hợp tòa không đồng ý với quốc hội, bà Park sẽ trở lại vai trò của người lãnh đạo quốc gia và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay trước ngày bà mãn nhiệm kỳ.
Và cuối cùng, thưa quý vị, hiện đang có 60.000 du học sinh, nghiên cứu sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản, nhưng chỉ có 8%, tức chừng 5.000 người đi học thật sự. Số còn lại bỏ học, đi làm hoặc sang xứ phủ tang để hành nghề phi pháp. Chuyện khó tin nhưng có thật này được đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio chia sẻ ngày hôm qua trong buổi nói chuyện với ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo của Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản nói rằng nếu không kiểm soát được số du học sinh và tu nghiệp sinh Việt Nam thực sự muốn sang Nhật học hỏi, thì điều này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh Việt Nam trong mắt người Nhật. Về phần Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cam kết sẽ buộc các công ty tư vấn du học làm việc nghiêm túc hơn, yêu cầu Nhật Bản cung cấp danh sách những công ty có dấu hiệu vi phạm để điều tra và đưa ra tòa xét xử theo đúng luật pháp. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do được phát hành trực tiếp từ Washington DC vào mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam trên facebook.com/RFAVietnam và trên YouTube tại RFAVietnamese. Với tin tức cập nhật trung thực, chính xác, tập hợp các diễn biến tường trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện, RFA Vietnamese TV mong rất là người bạn đồng hành cùng quý vị. Vừa rồi là bản tin truyền hình ngày 5 tháng riêng năm 2017 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mong quý vị chia sẻ, giới thiệu các chương trình của RFA đến với bạn bè và người thân. Mà đóng góp ý kiến, xin quý vị gửi về cho chương trình qua email tại viettv@rfa.org. Chân nhiên cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.